Trước thì chúng ta đang ở phần kiến thức rất là quan trọng là phần về function với hai phần kiến thức cơ bản chúng ta đã học, đó là định nghĩa hàm và gọi hàm. Định nghĩa hàm và gọi hàm, trong đó thì hàm sau khi được định nghĩa xong ấy thì nó không có tự động được thực thi đó. Mà muốn nó thực hiện, muốn nó được thực thi ấy, thì chúng ta phải gọi nó. Thì ở phần lời gọi hàm chúng ta sẽ có lưu ý là những cái ở phần định nghĩa hàm có số lượng tam số là bao nhiêu, thì phần lời gọi hàm chúng ta sẽ cần chuyển đi số lượng đối số tương ứng là bấy nhiêu. Dạ. Tất nhiên sẽ có một số các tình huống đặc biệt, tí nữa chúng ta sẽ nói đến nó. Và chúng ta có thể sử dụng hàm nhiều lần và dùng nó ở nhiều nhiều nơi. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục kem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang nói đến vấn đề đó là biến global và biến local. Dạ. Biến biến chứ không phải biết biến. Ta sẽ nói đến biến local trước nhé. Biến local là biến mà được được khai báo trong hàm, tức là khai báo bên trong hàm ấy. À, khi ta định nghĩa hàm thì ta khai báo biến bên trong hàm đấy, và nó chỉ có tác dụng đối với hàm đó thôi. Có nghĩa là biến được khai báo bên trong hàm nào thì sẽ chỉ có tác dụng với hàm đó, và biến đó gọi là biến local. Dạ. Hay còn gọi là biến cục bộ nhỉ. Ví dụ đây thầy def một cái hàm demo. Trong đây thầy có một biến A bằng 10. Và thầy print ra A. À, bên trên thầy đã dép một hàm demo rồi đúng không ạ? Thì thầy sẽ dép một hàm demo 1 nhé. Dép hàm demo 1. Cái đoạn các cái lời gọi ở trên này thầy sẽ rào lại cho nó đỡ bị rối nhé. Đó, đỡ bị rối này. Rào lại này. Các cái lời gọi bên trên. Thế chỗ này thì gọi đến hàm demo 1. Cần cho F5 thôi chẳng. Ta được nó in ra 10. Cái này thì nó rất là bình thường, không vấn đề. Thế thì đến đây thầy định nghĩa một hàm khác. Demo 2. Trong đây thì print ra. Thì ngay ở cái chỗ biến A này thì nó có một cái gạch chân, mình chạm vào nó báo A is not defined. Nó chưa hề được tạo ra hay chưa được định nghĩa. Bây giờ ta cứ chạy nó. Ta cứ chạy nó. Bây giờ thầy sẽ gọi cái hàm demo 2 đi. Gọi cái hàm demo 2. Đấy, ta chạy nó. Lúc này nó báo lỗi. À, chưa có định nghĩa. Thì
Ý ở đây ấy, là thầy muốn dùng cái A ở hàm đếm mô 1 này này. Dạ, dùng cái A hàm. Phải in ra cái A ở hàm đếm mô 1. Nhưng ta không làm được điều đó. Bởi vì A được như thế này, nó đang được khai báo ở hàm đếm mô 1. Thì nó chỉ dùng ở hàm đếm mô 1. Không được phép dùng ở ngoài hàm đếm mô 1. Dạ, cứ bên ngoài hàm đếm mô 1 là không dùng. Nhá. Thế cho nên chắc chắn rằng trong hàm đếm mô 2 sẽ không thể sử dụng được cái biến A kia. Dạ. Đó, thì đấy là cái biến local và cái đặc điểm của nó. Đó là nó được khai báo ở bên trong hàm và nó chỉ có tác dụng với cái hàm đó thôi. Dạ, cái hàm chứa nó thôi. Còn những hàm khác không có tác dụng. Dạ. Đó nha. Tiếp theo nhé. Tiếp theo ta sẽ nói đến biến biến global. Biến global là biến mà được khai báo ngoài các hàm và các hàm đều được quyền sử dụng. Đó. Đặc điểm của anh này, anh ngược với anh local, đó là anh này lại được, anh global này anh lại được khai báo ở ngoài các hàm, ngoài tất cả các hàm. Dạ, không nằm trong bất kỳ hàm nào hết. Và tất cả các hàm đều dùng được cái biến global. Dạ. Đó. Bây giờ ta sẽ tìm cách khai báo biến global và sử dụng nó ở trong các hàm. Xem sao. Thì thầy sẽ rào cái đoạn code này lại cho nó đỡ rối này. Dạ. Control số phải. Control slash, control slash. Cái dấu số phải là cái dấu nằm ở dưới dưới dấu hỏi ấy. Phải chấm ấy. Đấy đúng không? Ví dụ ta có một cái biến là number đi. Xem ở trên này nó có number chưa nha. À tức là không có. Khi đã rào hết lại rồi thì trình dịch nó sẽ bỏ qua hết tất cả những cái phần comment. Dạ. Rào lại tức là nó biến thành comment đấy. Thì trình dịch sẽ bỏ qua tất cả các comment. Dạ. Như thế tạo ra một biến number nhé. Và cho nó bằng 10. Dạ, cho nó bằng 10 nhé. Thì ở đây thì test một cái hàm có tên là demo 2 chẳng hạn. Bây giờ thầy sẽ print ra cái number. Dạ. Sau chỗ này gọi hàm demo 2. Dạ. Ta sẽ thử nha. Đó, nó in ra 10. Dạ. Thay đổi giá trị của nó thành là 123. Đổi giá trị của number thành 123. Bây giờ ta chạy. Nó in ra là 123. Dạ. Ở đây ta đang sử dụng nó với hướng là in thông tin của nó. Đó, in cái dữ liệu nó đang chứa. Thế bây giờ thầy muốn là thay đổi giá trị của nó. Đúng không?
Có nghĩa là thầy muốn là number bằng 4, 5, 6. Muốn thay đổi giá trị của cái biến định global number kìa, thành 4, 5, 6. Yeah. Nghe ta chạy nha. Nó in ra 4, 5, 6. Đúng đấy. Wow. Nhưng bây giờ ta đến sau khi gọi xong demo 2, ta print ra cái number ở đây. Dạ. Thầy ghi rõ luôn ở đây. Sau khi thay đổi phải number bảng. Ta chạy. Nó như ra là 456 sau khi thay đổi number 123. Dạ. Điều này có nghĩa là cái ý định thay đổi number đây à? Đây là lời gọi hàm. Như buổi trước thầy dạy đúng không? Hàm sau khi định nghĩa xong ấy thì nó không tự động được thực hiện đúng không? Ta muốn thực hiện nó, thực thi nó thì ta phải gọi nó. Thì cái chỗ này chính là gọi đấy. Dạ. Yeah. Chứ mình không gọi nó không thực hiện đâu nhá. Em Khai báo đi. Return. à, return. Sử dụng lệnh return nhỉ? Được, mình dùng trong cái định nghĩa hàm mình dùng return được không? Để trả về giá trị. Trả giá trị nào đó từ từ hàm. Dạ, yeah. Trả về nơi gọi một cái giá trị nào đấy. Chứ nếu mà ta muốn cái hàm đấy nó sẽ trả về một giá trị nào đó thì ta dùng lệnh return. Phía bên trên thì có ghi rõ đấy, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ đây thầy trở lại nhá. Đó, nó vẫn là 123 này, không thay đổi. Dạ. Yeah. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là như sau này. Nếu chúng ta biết thế này, thì cái number này này, cái biến number đang đang ở trong demo 2 nó lại không phải là biến number global. Dạ, nó không phải là biến number được khai báo ở bên ngoài này đâu nhé. Mà trình trình đã đang hiểu cái number này này, nó là chính là biến cục bộ của demo 2. Thì nó không phải là biến biến number global ngoài này. Được chưa? Nó không hiểu đâu nhé, không hiểu này là number. Chính vì thế mà number bằng 456 này thực ra là cái lệnh này tương đương với việc là khai báo một cái biến cục bộ cũng có thể là number thôi. Dạ. Yeah. Và gán cho nó một giá trị là 456 thôi. Chứ nó không phải là cái number ở bên ngoài này. Dạ. Yeah. Thành ra là khi ta in ra thì in number này chính là in cái number biến global. Dạ. Yeah. Thì nó vẫn là 123. Dạ. Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là làm nào để bảo rằng cái number này là number bên ngoài chứ không phải là number của bộ. Dạ. Làm nào để bảo được điều đó? Thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Đó là ta dùng một cái từ khóa global. Global number này thì nó lệnh này nó sẽ có nghĩa là nó báo cho chỉ biết rằng cái biến number mà dùng ở trong cái demo 2 này nó chính là biến global. Dạ, nó sẽ chính là cái ông này này. Nhà, chính là ông này. Đó thì sau đấy ta dùng number thì number sẽ là global. Dạ. Ta sẽ thử làm sao nhé. Sau khi thay đổi number vào 456. Được chưa? Đấy. Thì đó là cái cách thức.
Mười ba đây em. Tên Giá trị ban đầu. Ừ. Giá trị ban đầu đúng không? Tức là mình đang khai báo một biến global và gán cho nó một giá trị là 123 gì? Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, thì sau khi khai báo xong nhé thì mình định cái một cái hàm này đúng không? Xong mình định gọi hàm. Gọi hàm thì trong cái hàm này mình lại có cái lệnh là báo để báo cho dịch biết rằng là cái number này là biến global. Thì khi mình thiết set 456 cho number ấy, thì number lúc này nó lại là biến global. Thành ra giá trị của nó của biến global nó không còn là 123 nữa mà nó là 456. Đó, thì đến khi mà mình print biến number ra thì nó sẽ là 456. Ok chưa? Vậy lúc này chúng ta muốn muốn bảo một cái biến nào đó ở trong hàm ấy là biến global. Thì ta dùng từ khóa global đi kèm với tên biến. Là cái logo Đúng rồi. À, làm ngược lại hả? À, bây giờ ta làm ngược lại nha. Có nghĩa là ta không đặt cái lệnh này đầu tiên nữa mà bây giờ thầy cho cái number là 456 lên đầu này. Thì nó báo lỗi đấy. Ta xem lỗi gì nhá. Number được gán một giá trị trước khi nó được được khai báo là global. Thì ở đây theo logic nếu như ta viết thế này thì có nghĩa lúc này number nó đang là local đúng không? Nó là biến local, ta đang khai báo một biến local. Xong sau đấy thì với lệnh này thì trình dịch sẽ hiểu là ta bắt cái ông local này trở thành global. Bắt nó thành, chứ nó sẽ không hiểu được là có một biến local là number rồi và lại có một biến global nữa cũng có thể là number, sẽ không có chuyện đó. Trong một hàm không được phép có hai biến cùng tên. Cho nên là theo logic ở đây nó sẽ hiểu là bắt biến local trở thành biến global thì không được. Không được nha, bởi vì biến global là biến nó phải được khai báo ở ngoài các hàm thì nó mới là biến global. Quay lại nha. Không. Tức là khi mình dùng cái lệnh này này. Đó. Thì lúc này thì kể từ đấy trở đi. Trong hàm này vô 2 này number sẽ là biến global. Chính là cái biến này, nó chính là ông này. Còn nếu mình không dùng lệnh này mà mình chỉ là number 456 như này thì cái number này nó lại là biến local chứ nó không phải là biến ở ngoài nha. Tức là mình muốn báo cho chị biết được là ông number này phải là ông global đấy thì mình phải dùng cái lệnh này để báo. Báo là ông number nó global đấy nha, thì khi đó cái number này nó sẽ hiện chính là global. Đó chính là global. Còn mình không dùng lệnh này để mình báo ấy, thì nó sẽ hiểu là number này là local thì chỉ dùng trong hàm thôi. Đó, được chưa? Được chưa em? Như vậy ở đây nếu như đơn giản là ta chỉ việc in thôi, ta chỉ có in giá trị của biến global thôi thì ta không cần phải khai báo rằng đó là biến global mà ta in được ngay, dùng được ngay. Nhưng nếu ta muốn thay đổi giá trị của biến global ấy, thì ta phải khai báo. Báo cho gì biết rằng cái biến ta sử dụng ở đây sẽ là biến global. Thì lúc đó ta mới thay đổi được. Mới thay đổi được. Còn nếu mà ta chỉ có in không thôi, in ra giá trị của biến global ta in bình thường, không sao cả. Nhưng muốn thay đổi giá trị thì phải khai báo đó là biến global.
Dạ, báo cho trình viên bằng cách dùng lệnh global tương ứng. Ok chưa? Xong nhá. Thoát được chưa? Thoát được nghĩa này chưa? Tiếp tục nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang một cái tiếp theo. Đối số đối số từ khóa. Đối số từ khóa. Hay còn là đối số khóa đấy nhỉ. Để cho nó dễ view thì thấy chữ rào các bạn ở lại nhé. Xong rồi. Thì cái đối số từ khóa này cái tác dụng của nó là như này à. Thiết lập đối số ở dạng là từ khóa thì tham số sẽ lấy cái giá trị của đối số, tham số sẽ lấy giá trị của đối số thông qua tên tương ứng. Dạ, tham số sẽ lấy giá trị của đối số thông qua tên tương ứng. Bây giờ thầy hỏi lại một chút để xem các em còn nhớ không nhỉ? Đối số là cái gì? Tham số là gì? Cái nhiệm vụ của tham số này là gì? Tham số là để nhiệm vụ của tham số là để tiếp nhận dữ liệu cho hàm nha. Nếu còn nhiệm vụ của đối số, đúng rồi, truyền dữ liệu cho ai, truyền dữ liệu cho tham số. Ok được nha. Thế bây giờ ta sẽ làm rõ hơn về cái đối số từ khóa này nha, xem nó sẽ như nào nhá. Đến số thì kiểu nó sẽ là cái nếu như mà cái định nghĩa thì nó là bây giờ ta có một cái hàm nói chung là có chỉ định định nghĩa để mô ba. Hàm này có hai tham số, một cái là name, một cái là age. Hàm này đơn giản chỉ là nó sẽ in ra tên và tuổi của dữ liệu nhận được. Name bảng như thế. Name tuổi, age bảng age. Bỏ chép đây đi. Bây giờ thầy sẽ gọi làm demo 3. Chuyển đi các dữ liệu Alex 18. Lúc này Alex được chuyển cho name hay được chuyển cho age? Còn 18 phải chuyển cho ai đúng không? Ta chạy nha. Ok, name là Alex, age 18. Được không? Ok nha. Nhưng mà bây giờ thì làm như sau này. Age
bằng 18 phẩy name bằng Alex. Theo các em nó sẽ như thế nào? Theo các em thì cái name ở trên hàm demo 3 này nó sẽ nhận 18 hay nhận Alex? Còn age nhận Alex đúng không? Các chạy thử nhá. Name là Alex, age 18. Vẫn thế. Dạ. Thì cái này chính là cái đối số từ khóa này. Dạ. Khi thiết lập đối số là đối số từ khóa thì tham số nó sẽ nhận dữ liệu theo tên tướng. Tức là tham số là name ở đây. Thì nếu thiết lập đối số từ khóa thì nó cứ tìm đến cái đối số nào có tên là name để nó lấy dữ liệu, để nó tiếp nhận dữ liệu. Thành ra là đây là name thì nó sẽ tiếp nhận dữ liệu của cái đối số từ khóa. Age. Đó. Thì lúc này các em sẽ thấy là cái tác dụng của đối số từ khóa là gì, là nó sẽ không không quan tâm đến trật tự. Không quan tâm trật tự trái phải chúng ta thấy thông thường đâu, mà nó quan tâm đến cái tên tương ứng. Biến số là điểm hẹn, biến số là điểm hẹn. Bây giờ thầy thay cái age này bằng age1. Dạ, thay bằng age1. Ta chạy thử xem nó như nào. Nó báo lỗi, đó, nó báo lỗi. Nó báo là cái demo 3 này không mong muốn cái từ khóa, cái đối số từ khóa, tức là keyword argument. Cái đối số từ khóa là H1. Không mong muốn có cái này. Dạ. Như vậy có nghĩa là gì? Đã là đối số từ khóa thì nó phải có tên giống với tên của tham số. Được chưa? Tên mà nó không giống nó không chấp nhận. Nhá. Đã là đối số từ khóa thì nó phải có tên giống trong. Ok chưa? Thì đó chính là ý nghĩa của đối số từ khóa nha. Ý nghĩa của nó ở đây là gì? Đó là nó sẽ ta sẽ không cần quan tâm đến thứ tự. Ta thích đặt thứ tự thế nào cũng được. Lúc này hệ thống nó sẽ tự động nó sẽ theo đúng từ khóa đấy để nó tìm đến dữ liệu tương ứng nha. Tiếp tục nhé. Sao này lại nhá? Sao? Tiếp theo tôi nói đến tham số mặc định. Ta xem là cái tác dụng của nó như nào nhỉ. Dev demo 4 name phẩy age bằng 18 print name phẩy age. Được. Thì cái age nó chính là tham số mặc định. Tham số mặc định tức là cái tham số chứa một cái giá trị nào đó mặc định bao nào. Thế nếu chứa như vậy thì nó có tác dụng gì? Thì nó tác dụng như sau này. Bây giờ ở đây thầy gọi đến demo 4. Thầy truyền đi Alex. Và thầy truyền đi 20. Thầy chạy.
Nó in ra Alex 20. Đúng rồi, đúng. Lúc này cái dữ liệu Alex sẽ được truyền cho name, 20 sẽ được truyền cho age. Và giá trị mặc định ở đây sẽ không được tính đấy. Nhưng bây giờ thầy bỏ 20 đi. Chuyển với Alex thôi. Với Alex. Nó in ra Alex 18. Là nếu không ghi thì sẽ ghi số mặc định trên. Điều này có nghĩa là nếu như mình không truyền dữ liệu cho cái tham số age kia, thì cái tham số age này nó sẽ lấy giá trị mặc định cho mình ra. Được chưa? Đây là một trong những cái điểm rất là hay và nó sẽ giúp cho developer rất là nhiều trong việc giảm đi những cái điều gọi là không mong muốn, hoặc là phải viết thêm code để có thể nhận diện hay là lấy dữ liệu, phân biệt dữ liệu tương ứng. Trong tình huống mà nó không có dữ liệu nào cả mà ta lại cứ phải truyền đi thì nó không hợp lý, đúng không? Tôi không có dữ liệu tuổi, tôi lại cứ bắt phải tôi truyền tuổi đi thì rõ ràng là tôi bị, chắc là tôi truyền dữ liệu sai, kiểu thế, đúng không? Vậy thì trong tình huống này ta sẽ cho nó một cái giá trị mặc định ban đầu. Để từ đó ta sẽ xử lý tiếp. Trong trình huống tôi không có dữ liệu truyền đi thì không bắt tôi truyền đi, đừng có bắt tôi truyền đi. Lúc đấy thì để làm được đó đơn giản là cho tham số một cái giá trị mặc định. Ở đây không phải là chỉ có mỗi một tham số duy nhất được quyền nhận giá trị mặc định, mà tham số nào cũng được quyền nhận giá trị mặc định hết. Ví dụ cho cái name để nhận giá trị mặc định Alex. Thì khi mà thầy gọi đến hàm demo 4 thì không truyền cái gì cả. Cũng được. Đó. Không truyền cái gì cả cũng được, không vấn đề gì. Khi đó các tham số nó sẽ nhận giá trị mặc định. Ý nghĩa của nó ở đây là gì? Là tôi không có bất kỳ một dữ liệu gì truyền đi. Khi đó tham số sẽ nhận các thông tin mặc định, dữ liệu mặc định. Ý nghĩa là gì? Tiếp theo nhé. Tham số với số lượng không cố định. Trong tình huống chúng ta muốn định nghĩa một hàm mà ta không biết là cần phải có bao nhiêu tham số, đúng không? Ta không biết là cần phải có bao nhiêu tham số thì lúc này tham số với số lượng cố định, không cố định sẽ là lựa chọn cho ta nha. Ví dụ ta sẽ có này, dev demo 5, để thiết lập cái tham số theo kiểu là số lượng không cố định, ta dùng dấu sao, sau đó đến tên tham số. Ví dụ param Đấy, xong rồi thầy thử in ra cái params. Lúc này ở đây cái số lượng tham số nó có thể là một, có thể là hai, có thể là ba, có thể là bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu đối số chuyển đi thì bấy nhiêu tham số sẽ được tạo ra và sẽ nhận lại. Đúng. Lúc này cái dữ liệu, cái tham số này sẽ được hiểu,
các lập trình dịch hiệu nó là một cái gọi là tuple, tuple nha, tức là lúc này đi cái param ấy, cái params, cái tham số kiểu không cố định này, nó được gọi là cái tuple. Tuple là cái gì ta sẽ học ở phía đằng sau nha. Đúng rồi, có chúng ta chưa học đấy không? Rồi bây giờ ta thử sử dụng nó nhá. Demo 5 1 2 dạ chạy. Đó thì nó có các dữ liệu 1 2 từ này. Dạ, nó in ra các dữ liệu. Tôi gọi một demo 5 với các cái khác. À, cái khác. 3 4 5 6 7 8. Rất là nhiều hơn hai. Đó thì ok, nó cũng nhận được hết, không vấn đề gì. Dạ. Lúc này thì anh thích gọi tôi và muốn truyền đi bao nhiêu đối số cũng được. Dạ. Tôi đều nhận được hết. Thì trong tình huống mà chúng ta không xác định rõ được là cần phải có bao nhiêu tham số thì đây là lựa chọn. Dạ, đây là lựa chọn. Bây giờ thầy truyền đi demo 5, à, thầy gọi nó hàm demo 5 và không truyền đi cái gì hết, không truyền đi dữ liệu này hết, để xem sao nhé. Các Em thấy nó không có gì bạn dạ, không có gì. Như thế có nghĩa là gì? Kể cả là không có tham số nào, ok, dạ, hoặc bao nhiêu tham số cũng được, kể cả là không có tham số nào, không có đối số nào được chuyển đi cũng thì cái trình trình nó cũng đều chấp nhận nhỉ. Thế trong trường hợp nếu mà chúng ta muốn rằng là gì, là bắt buộc phải có ít nhất một tham số nhỉ, bắt buộc phải có ít nhất một tham số thì ta lại đưa vào đây một cái như là PA chẳng phải. Lúc này sẽ có một tham số là PA. Đó, có tên là PA. Và có thể là sẽ có không hoặc có nhiều tham số. Đó. Params. Nha. Ví dụ ở đây thầy sẽ print ra cái PA. Thì khi mà ta chạy nó sẽ bật lỗi đấy. Bởi vì lúc này cái hàm mà ta định nghĩa ấy, nó đang có tối thiểu là một tham số, nhưng cái chỗ này ta gọi nó mà không truyền đi một đối số nào cả, đúng không? Thì như vậy là hàm có được định nghĩa với có tối thiểu một tham số thì khi truyền đối số ta phải truyền tối thiểu một đối số, đúng không? Tối thiểu truyền đi 1 2 3 nhỉ. Đó thì ok được. À không, mình đặt là tên là gì cũng được, tên này do mình tự đặt thôi. Dạ, mình đặt là ABC BF là được, miễn là bản chất nó như là một cái tên biến ấy mà, miễn là mình phải tuân theo quy tắc đặt tên. Dạ. Đó là cái tình huống mà chúng ta muốn rằng là hàm phải có tối thiểu một tham số. Bây giờ thầy thử cho cái PA ra đằng sau xem nào. Ra đằng sau cái params. Cái này này. Đúng không? Cho đằng sau ta xem nó như nào. Nó lỗi. Dạ. Thì ở đây nó sẽ không cho phép đặt ngược như vậy,
Trong trường hợp mình muốn bảo rằng là hàm phải có tối thiểu một tham số thì cái tham số đấy nó phải được đặt trước cái tham số không cố định. Nó phải được đặt trước tham số không cố định, không được đặt sau. Rồi xong, nếu như trong tình huống này. Bây giờ ta sẽ cứ đặt sau này. Bây giờ ta đặt sau. Bây giờ ta chuyển đi một cái nữa là 456 thêm. Ý là cái ông params kia nó sẽ nhận 123 đấy. Đó, cái sau 456 nó sẽ nhận PA đấy. Xem nó có hiểu như thế không. Đó. Hay nó hiểu thế nào? Nó vẫn báo với cái cũ, cái lỗi cũ nhỉ. Thì trong trường hợp ta chuyển như vậy nó không hiểu được nhỉ, không hiểu. Bây giờ thầy thử cái kia là 123 xong cái này là PA bằng 456 là sao, có hiểu nhỉ? Không hiểu. Params bằng cái ba. Không hiểu. Nhất định không hiểu. Cho số 123 bình thường thôi. Nó vẫn không hiểu. Như vậy ở đây dù bất kỳ tình huống nào chúng ta ép buộc thì nó cũng không chấp nhận là đặt cái tham số không phải là dạng tham số không cố định, đặt lại đặt sau tham số. Đặt tham số cố định lại đặt sau tham số không cố định là không được. Đặt nhảy để ta xem cho nó chạy. Đây nó sẽ báo là không mong chờ cái đối số, đối số từ khóa là params, không chờ cái đó. Ta sẽ thử bỏ đi cái params. Lúc này nó báo là có nhiều giá trị cho đối số PA. Như vậy có nghĩa trong tình huống này mình muốn dùng một cái gọi là đối số từ khóa ở đây, nó sẽ không đồng ý. Không đồng ý. Bây giờ thầy sẽ thử cái param này này cho là một tuple, tuple nhá. Không nói. Thì trong tình huống mà dùng đến cái tham số không cố định, chúng ta sẽ không dùng biện pháp đối số từ khóa. Không dùng biện pháp đấy. Đó, chạy bình thường nhá. Đó, thì đó là cái ý nghĩa của tham số không cố định, là tham số có số lượng không cố định, có thể là không có tham số nào hoặc có nhiều. Bây giờ thầy sẽ rào cái đoạn này lại nha. Tiếp theo hàm hàm không tên
theo cái từ từ thuần Việt là không tên, còn theo từ Hán Việt ẩn ẩn danh không tên thì dùng từ thuần Việt nhá, hàm không tên tức là hàm không có tên. Thì Python cho phép ta có thể tạo ra một cái hàm nó không có tên, hay khác là nó không theo cái chuẩn định nghĩa tương ứng. Nó không theo một cái chuẩn cái tương ứng là def cho nó tên hàm như chúng ta học. Lúc này chúng ta sẽ làm được nó bằng cách là sử dụng cái cú pháp hay kỹ thuật cú pháp lambda. Pháp lambda nha. Thì dùng nó với cái cách thức như sau. Ta sẽ làm thầy sẽ làm theo ví dụ cho nó dễ hiểu. Ví dụ như là thầy muốn xây dựng một cái hàm mà không có tên được dùng để tính tính delta đi chẳng hạn nha. Ta làm như sau. Delta hàm không tên là tính delta các em nhé. Bằng lambda a phẩy b phẩy c b bình trừ 4 nhân a nhân c. Đây là một hàm không tên, hàm không tên đây nhé. Ta dùng nó đây, ta dùng nó. Sau khi ta xây dựng nó xong ấy thì ta sẽ dùng nó với cái ý nghĩa delta, nó giống như là một cái vai trò của một cái tên, một cái lời gọi đến cái hàm không tên này. Ta có ví dụ như là print delta 1 chẳng hạn. Vào 1,3,2 vào bên đó delta 1,3,2 chạy nha. Delta bằng 1. B bình ở đây là 9, 3 là truyền lúc này nhé, lúc này này 1 được truyền cho A ở đây, 3 được truyền cho B ở đây, 2 được truyền cho C ở đây. Đây là một hàm vẫn có tham số để nhận dữ liệu bình thường, nó không có một cái tên nào hết. Và một đặc điểm của nó nữa đó là phần thân hàm, phần thân màn thân hàm tức là cái phần mà chứa cái phần các cái lệnh để thực thi ấy, đúng không? Thì phần phần thân hàm chỉ có đúng một lệnh thôi và đó chính là một biểu thức. Phần thân hàm chỉ chứa đúng một biểu thức. Mà nó là biểu thức thì nó sẽ trả về một giá trị cụ thể của đấy chứa một biểu thức và như vậy cái hàm không tên này nó sẽ trả về một cái giá trị tương ứng của biểu thức đấy. Đó thì đây là cách thức sử dụng hàm. Như vậy trong trường hợp nếu chúng ta không muốn định nghĩa một cái hàm cụ thể nào đấy, đúng không? Đơn giản ta dùng cú pháp lambda thực hiện. Nhớ lại nha, đây cú pháp lambda này, ông này hàm làm không tên mà nó không có tên nào cả, nó có ba tham số a b c để tiếp nhận ba dữ liệu như bình thường. Thân hàm phải là một biểu thức hoặc một giá trị nào đấy. Đại khái là nó sẽ trả về một giá trị. Thế thì gọi thử thêm một lần nữa. Đúng rồi, không không cần gọi đến cái nó không có tên mà, thì nó chỉ thông qua cái biến delta cái thôi. Delta 2.
delta 100 300 200 delta 1 bằng 1, delta 2 bằng 10.000. Thì 300 bình phương là 90.000 trừ đi 4 nhân lại 100 là 400, 400 nhân 200 là 80.000. 90.000 trừ 80.000 bằng 10.000. Bây giờ thầy thay cái biểu thức này là 1 2 3 4. Chạy thử. Thì nó sẽ trả về đúng rồi này. Thân hàm có thể là một hình thức hoặc một giá trị bất kỳ. Thì nó sẽ trả về giá trị từng đấy nha, hoặc giá trị hình thức. Bây giờ ở thân hàm này thầy sẽ gọi thử nha, gọi này, gọi đến một cái hàm có tên là demo 6. Ở dưới này thầy định nghĩa cái hàm đấy, dưới hoặc ở trên đều được. Demo ở dưới nhá, xem nào. Def demo 6 return 5678. Chạy thử. Demo 6 is not defined. Tức là đây mình đang define demo 6 ở ở dưới cho nên nó đang không hiểu. Ta sẽ cắt nó. Như vậy ở đây trong trường hợp mà mình gọi cái hàm ấy, cái hàm đấy mà nằm ở dưới cái định nghĩa hàm không có tên ấy, thì không có được. Ta thử cho lên trên. Cho lên trên. Ok, được, 568. Như vậy ở đây phần thân của hàm không có tên có thể là một một giá trị bất kỳ hoặc một biểu thức đó trả về giá trị tương ứng, hoặc một lời gọi hàm mà hàm đấy có trả về giá trị. Đều được. Thì cái hàm không tên đấy nó sẽ trả về giá trị tương ứng nó. Tức là trả về chị, trả về trả về và biến năm sáu bảy À, cái gì em, cái gì em? hiểu cái tên năm sáu bảy Cái lệnh return này thì buổi trước thầy nói rồi, lệnh này nó sẽ có nghĩa và tác dụng là trả cái giá trị tương ứng. Đây là giá trị đúng không, năm sáu bảy tám là giá trị đúng không, nó trả giá trị tương ứng này về nơi gọi cái hàm demo 6 này nha. Trả giá trị tương ứng này về nơi gọi cái hàm demo 6. Cái chỗ này này, chỗ này này là cái chỗ gọi đến cái hàm demo 6 đúng không? Thì cái lệnh return 5678 này nó sẽ trả 5678 về đúng cái chỗ gọi này. Và nếu mình không gõ đây thì gõ dưới dọc thì mình gõ ở dưới cùng dưới dọc bên trên cá cắt cái này đi à? không có thể Vấn đề đây xong rồi sao nữa, và đến số dưới chỗ này à, tôi gọi đề 46 à, này đúng không? thì nó chào đấy. Bên mình đang mình đang gọi đề 46 này đúng không? Đúng rồi, nó trả vào đây.
chỗ nào gọi thì nó trả một chỗ đó. Gọi 10 lần nó trả đúng 10 lần là đúng chỗ, 10 cái chỗ gọi này. Đây ví dụ thầy print này nhé. Print nhà cái là gọi này nó 6 đúng không? Sao nó trả về đây? Đấy nó gọi nó trả. Ví dụ thầy nó gọi về xong này, nó trả về xong thì cộng với 2 nữa. Giá trị trả về sẽ được cộng thêm 2 đúng không? Đó, 5, 6, 8, 10. 5, 6, 7, 8, cộng 2, 5, 6, 8, 10. Cứ chỗ nào gọi đến hàm thì chỗ đó sẽ nhận lại dữ liệu. Gọi 10 lần ở 10 nơi khác nhau thì 10 nơi khác nhau đấy nhận lại dữ liệu tương ứng. Đấy là ý nghĩa của lệnh return nhé. Có bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Các em cứ hỏi thoải mái nhé. Đây là cái phần mà bắt buộc chúng ta phải nhuần nhuyễn. Phần hàm bắt buộc ta phải nhuần nhuyễn nhé. Tức là phải sử dụng nó một cách rất là thành thục. À đây là hàm in theo kiểu placeholder. In theo kiểu giữ chỗ. À không, em có thể dùng bất kỳ hình thức print nào như thầy đã dạy ấy. Chẳng qua thầy dùng đây dùng cái cách thế này thầy thấy nó hay thì thầy dùng thôi. Còn em không thích, tụi tôi không thích dùng cái này. Được, xin lỗi rồi. Cái này thì đeo ra bảng xong rồi cộng với cái lời gọi này. Đấy, đúng không? Em được quyền làm như thế nhé. Thoải mái. Nếu em thấy cái này thích hơn hay hơn thì anh còn như thầy nói phía trước phía đầu ấy mà, nhưng mà thầy thấy thế này hay hơn cơ thì thầy lại dùng theo kiểu này kiểu thế đúng không? Thế là đấy là tùy thuộc vào từng bạn nhỉ. Cũng như là tùy thuộc vào từng cái tình huống lập trình này. Đó, như vậy thầy đã nói xong các cái khía cạnh liên quan đến function, từ hàm có định danh đến hàm không định danh, hàm có tên đến hàm không tên, cách thức sử dụng đối số tham số rất là tật nha. Mọi khía cạnh giờ nhiệm vụ của chúng ta là xem lại cho nó nhuần nhuyễn và sử dụng nhuần nhuyễn hiểu rõ. Bởi vì như thầy nói là phía đằng sau chúng ta sẽ học học lập trình tiếp theo ấy, chúng ta chủ yếu là code trong hàm. Thì để cho nó có một cái kiến thức để chúng ta practice thì thầy cứ cho nhiều bài tập thôi. Các bài tập về function thì cứ cho nhiều tức là Còn bây giờ có một ít thời gian nữa thầy sẽ nói đến cái vấn đề nhỏ nhỏ nha. Nói vấn đề nhỏ nhỏ. Thầy cứ cho lesson 10 nhá. Chấm pi nhá. Trong bài học này thì thầy sẽ nói đến cái vấn đề đó là in in có định dạng. In có định dạng. Bây giờ thầy có một một cái biến number nó đang chứa 12.3456 thôi. Thì khi thầy print ra print number ra ta sẽ được là 12.3456 cái này thì không có vấn đề gì.
Nhưng bây giờ thầy muốn in số mà nó có độ chính xác hai con số thôi. Dạ, in con số mà nó chỉ có độ chính xác hai thôi. Thì ta làm như sau này. Phần trăm chấm 2 F phần trăm đó ta được 12.3 12.3456 thì cái chỗ 56 này này tức là 12.3456 56 nó làm tròn lên thành thành 35 nha. Cái quy tắc làm tròn thông thường nó sẽ làm tròn lên thành 35 thành ra là nó in ra là 12.35 nha. Đấy, thì đây là cách thức nhé, in có định dạng. Nếu ta muốn dành ra 10 khoản để in kết quả thì ta làm như sau. Phần trăm 10.2F như này có nghĩa là sẽ dành ra 10 khoản in kết quả, kết quả đấy được làm tròn đến hai con số sau dấu chấm. Thì các em sẽ nhìn thấy 12.35 này nó không còn ở bên trái nữa như bình thường mà nó lại đang được in in từ bên phải. Lúc này cái 10 khoảng này với 10 khoảng như vậy thì 12.35 thì nó có một nó sẽ chứa có 1 này, 2 3 4 5 nó chỉ có 5 thôi. Như vậy còn thừa 5 cái khoảng trống đúng không? Thì nó đặt bên trái 1 2 3 4 5 đó. Lúc này dữ liệu sẽ in theo hướng từ từ phải hay trái nha. Nếu trong trường hợp ta không muốn in cái dấu cách như vậy, ta muốn thay thế bằng số 0 cho số 0 0 10.2F. Lúc này nó sẽ in ra 0 0 0 0 nghe chưa? Giá trị vẫn thế thôi, chẳng có in trên số 0 thôi. Nếu chúng ta muốn. Thế còn nếu chúng ta muốn canh trái chất liệu, tức là dữ liệu sẽ được in từ từ bên trái. Chứ không phải in từ bên phải như thế này. Thì ta đặt dấu trừ. Phần trăm trừ 0 10.2 có nghĩa là nó sẽ in kênh trái. Đó, các em thấy nó sẽ kênh trái. Độ chính xác của số in ra là hai con số sau dấu chấm. Độ chính xác của nó hai con số sau dấu chấm nha. Thế còn nếu tao muốn in cái dữ liệu có định dạng này ở trong cái theo cách thức in F printf, wow, ta có thể làm như sau. Print F. Phần trăm trừ 0 10.2F phần trăm number. Ta sẽ thêm cái ngoặc xoắn ở đây. Các em thấy kết quả như nhau. Bỏ dấu trừ đi để bỏ định dạng nhé. Bỏ cái bên trái đi. Chạy thử. Đó hay là như nhau. Thì đấy là cái cách thức in theo kiểu print thông thường và print theo kiểu F. Thì đều có thể sử dụng để in được dữ liệu theo kiểu có định dạng. Đó. Bây giờ thầy có một cái số number 2 nhé. Bằng 6789 print ra number 2 chạy.
Tất nhiên nó sẽ in ra 6, 7, 8, 9. Đúng không? Bây giờ ta thử sử dụng định dạng xem thế nào nhé. Phần trăm 10D. Các em thấy 6, 7, 8, 9. Okay. Dạ. Thì trong trường hợp nếu số đó là số số thực, ta dùng cái F. Dạ. Còn đó là số nguyên, ta dùng cái D. D là viết tắt của decimal. Dạ. Số dạng thập phân. F là float. Ở đây nếu mà mình định là chấm 2 ở đây. Wow, chấm 2 thế này này. Thì các em thấy nó sẽ không có ý nghĩa đấy. Dạ, số nguyên. Số nguyên thì nó không có ý nghĩa. Nhỉ? Nó sẽ không cho phép in cái kiểu như thế, bởi vì kiểu như vậy nó là số thập phân rồi. Dạ. Tất nhiên ta vẫn cho trừ vào đây được nhé. À, ta vẫn cho không vào đây được nhé. Để in. Đó. Và ta muốn canh trái cũng vẫn cho dấu trừ được. Để ta canh trái. Đó, nhỉ. Thì chúng ta hoàn toàn có thể định dạng để in ấn ra những cái số nguyên hay là số thập phân hay là số thực đều được. Số thực thì dùng F, số nguyên thì dùng D.